Xin trân trọng kính chào toàn thể quý tôi tớ Chúa, quý con cái của Chúa tham dự chương trình 1 của đại lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh năm 2017. Chắc hẳn trong những tuần đã qua, khi con cái của Chúa về nhóm lại thờ phượng Chúa trong thánh đường này, chúng ta thấy các anh em trong ban chấp sự, nhân sự đã trang trí nhà của Chúa trong thời gian trước đây khoảng 10 ngày để con cái của Chúa có những cái hình ảnh liên quan đến lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh. Và có thể nói con cái của Chúa đã cầu nguyện cho anh em, rồi chúng ta cũng trở về nhà của mình tìm lại cây thông Noel năm nào mà chúng ta đã cất vào đó, rồi một ít dây đèn, một ít bài ca Giáng sinh chúng ta chuẩn bị sẵn. Chúng ta có thể nói đó là sự dọn lòng, rồi chúng ta cũng trang trí, chúng ta cũng chuẩn bị mọi sự để mừng đón đại lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh năm 2017. Thưa toàn thể công dân của Chúa, chúng ta đã bước vào thời giờ khai mạc đại lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh năm 2017. Dọn lòng, đây là một từ để nhắc nhở mỗi một chúng ta về sự thu xếp, về sự dọn dẹp, về sự chuẩn bị để tấm lòng của chúng ta bùng cháy, nhiệt tâm phục vụ Chúa trong mùa Giáng sinh mà Chúa cho hội thánh của Chúa được vui hưởng. Phương diện trang trí nhà cửa, trang trí phòng khách, trang trí trong nhà của Đức Chúa Trời, tất cả mọi điều đó nói lên sự chuẩn bị, sự dọn lòng của chúng ta đối với một sự kiện quan trọng mà Chúa dành cho mọi chúng ta. Thưa con cái của Chúa, lòng người ở đâu cũng vậy, dầu cho đó là ở phương trời nào, lắm khi chúng ta thấy dường như mình chưa có một cái sự chuẩn bị, trái lại có những đau khổ, có những tiếc nối, có những bấn loạn ở trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng hôm nay hãy lắng lòng lại, nghe lời của Đức Chúa Trời để chúng ta chuẩn bị tấm lòng của mình như lời Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Mời con cái của Chúa trở lại với phần Thánh Kinh mà chúng ta đã có trong chương trình của chúng ta. Xin chúng ta đọc lại câu 38 của sách Tin Lành Luca chương 1 câu thứ 38. Luca chương 1 câu 38. Con gái của Chúa đã có trong tay rồi, xin chúng ta cùng đọc. Mary thưa rằng: tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Xin đọc lại một lần nữa. Mary thưa rằng: tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Đây là lời của trinh nữ Mary đáp lại với thiên sứ Gabriel, khi Gabriel đến để báo tin rằng Mary sẽ chịu thai và sanh ra hài nhi Giêsu. Đứng trước tin mừng đó, đứng trước sứ mạng đó, trinh nữ Mary đã nói với thiên sứ: tôi đây là tôi tớ Chúa, con đây chỉ là con đòi của thiên sứ Chúa thôi. Và nếu Jehovah Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Ngài đến, thì con xin vâng phục và xin sự ấy xảy ra như lời thiên sứ đã truyền. Như vậy, căn cứ vào câu thánh kinh này, trinh nữ Mary đã gọi thiên sứ trưởng Gabriel và xem đó như là người lãnh đạo của mình, như là Chúa của mình. Thế thì đối với một thiên sứ trưởng, Mary còn là đầy tớ, còn là con đòi, thì không thể nào có việc Mary là mẹ Đức Chúa Trời được. Xin con cái của Chúa trong mùa Giáng sinh này đọc đi đọc lại lời của Chúa để chúng ta thấy lời của Chúa dạy. Vì sao chúng ta chỉ kính trọng Mary mà không tôn thờ Mary? Vì Mary chỉ là tôi tớ của Chúa như muôn ngàn tôi tớ Chúa khác.
chỉ có một điều đặc biệt, đó là Mary được Giê-hô-va Đức Chúa Trời chọn để Chúa Cứu Thế Giê-xu vào đời mà thôi. Thưa toàn thể công dân của Chúa, lý do chúng ta phải dọn lòng khi chúng ta bước vào mùa kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa, thứ nhất đó là vì tấm lòng của chúng ta lắm khi không có chỗ cho Ngài. Tấm lòng của chúng ta không có chỗ cho Ngài. Đây không phải chỉ có trong khi Chúa Giê-xu Giáng sinh cách nay 2017 năm, nhưng xem chừng điều này cũng có trở lại trong lòng của biết bao nhiêu người trong trần thế, trong giữa dòng công dân của Chúa. Chúng ta có thể trang trí nhà cho thật đẹp, chúng ta có thể dự phần vào trong ban hát, tuy nhiên có một giờ phút nào đó chúng ta lắng lòng mình lại và thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, sau mùa Giáng sinh đã về nhưng lòng của con cảm thấy trống trải, dường như Chúa không có địa vị trong lòng của con. Học thức, tiền tài, địa vị đã chiếm đi mà con thì lại không có Ngài chiếm hữu con. Thưa có cái của Chúa, chúng ta thấy điều Chúa đã trách dân sự của Ngài trong Cựu Ước và Tân Ước cũng lặp lại trong Ê-sai chương 29 câu thứ 13. Ê-sai chương 29 câu 13, Chúa có phán rằng: vì dân này chỉ lấy môi miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn kính ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho. Chúa trách dân sự của Chúa trong thời kỳ Cựu Ước: dân này lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Trong thời Tân Ước, Ma-thi-ơ chương 15 câu 8 câu 9, Chúa Giê-xu cũng phán dạy với dân sự của Ngài: dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Như vậy cả Cựu Ước và Tân Ước đều có lời khuyến cáo của Chúa cho dân sự của Đức Chúa Trời, cho hội thánh của Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Giống như sự của Chúa ngày xưa, có nhiều khi chúng ta lại đi vào trong cái vết xe đổ đó: dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Khi tôi còn một vị Chúa tại An Hóa, Bến Tre, được mời để về tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Thánh Chúa tại Cao Lãnh. Năm đó anh nhạc sĩ Lê Kim Biển, anh sáng tác bài hát rất hay mừng 70 năm Tin Lành truyền đến Cao Lãnh. Bài hát được hát đi hát lại dường như là cả 700 tâm con cái của Chúa đang nhóm lại thờ phượng Chúa đó, thì phải 800 con người đó có thể hát bài hát đó, vì nó cũng có cái từ của địa phương tại nơi đó: mừng 70 năm Tin Lành truyền sang Cao Lãnh. Hát đi hát lại rất vui, rất thỏa lòng. Rồi ca đoàn của Cao Lãnh cũng hát bài Hồn Ta Hằng Khen Chúa Chớ Quên Các Ân Huệ Ngài. Ca đoàn hát rất hay, nhưng sau khi ca đoàn hát xong rồi thì ra bên trái của nhà thờ đó có cái dù, có cái dù của quân đội ngày xưa đó còn lưu lại, và người ta bước cái dù đó để làm cái trại thêm cho con cái của Chúa ngồi bên ngoài. Cùng sư phó hội trưởng, cùng sư đoàn Văn Miên, còn khoảng 20 phút nữa thì cũng giảng dạy lời của Chúa, cùng bước ra rửa mặt cho nó khỏe lại và cùng sẽ vào để giảng dạy lời của Chúa. Cô thấy ban hát đang ngồi đó nhưng mà nói chuyện quá nhiều luôn và không có tinh thần gì để thờ phượng hết. Cụ đi vào rửa mặt xong rồi cụ bước trở ra và cụ hỏi rằng: chiều nay các cậu cô còn hát trong chương trình buổi chiều không? Thì cô nói: dạ tụi con còn hát tiếp theo đây một bài và giờ sau tụi con nghỉ, rồi chiều nay còn hát thêm một bài nữa thưa cụ.
cụ nhắc một điều rất khéo: nếu các cậu cô còn hát lời khen Chúa, hãy thờ phượng Chúa rồi hát lời khen Chúa. Bởi vì đi ra đó là nói chuyện Đông Tây Nam Bắc gì đó, không còn cái thì giờ gì gọi là thì giờ thờ phượng cả. Và khi hát thì 5 phút, 3 phút, hát xong xuống nói chuyện. Cho nên cụ nhắc nhở ca đoàn ở tại Cao Lãnh năm cảm tạ Chúa 70 năm tôi làm chuyện đến Cao Lãnh đó, thì tôi nhớ mãi đời đó. Tôi nhớ mãi. Tôi cũng sợ rằng ngày nay ban hát của chúng ta cũng vướng vào trường hợp đó. Đi hát xong bước vào lễ đường bên sau là giờ thờ phượng Chúa, thì chúng ta lại không dành thì giờ để thờ phượng Chúa. Chúng ta sợ vướng vào điều Chúa Giêsu trách chúng ta: dân này lấy môi miếng mà tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Chủ đề hôm nay là chọn lòng đón Chúa Giáng sinh. Chúa Giáng sinh 2017 năm qua rồi. Tôi xin thay cho ban chấp sự hội thánh và long trọng nhắc nhở toàn thể công dân của Chúa, dầu chúng ta bên trong, dầu chúng ta bên ngoài, dầu chúng ta trên gác lửng, dầu chúng ta ở tất cả các phòng giáo phụ, xin nhớ rằng đây là giờ thờ phượng Chúa. Không có câu chuyện gì khác ngoài ra sự thờ phượng Ngài. Đó chính là chúng ta dọn lòng. Nhưng bằng không thì chúng ta đang làm một điều là không có chỗ cho Chúa của chúng ta đây. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta cách đặc biệt để lòng dạng lòng nhớ Chúa và lo thờ phượng Ngài. Thưa con cái của Chúa, dân thành Bethlehem ngày xưa 20 thế kỷ trước họ không dọn lòng, họ không có chỗ cho Chúa, thì hôm nay biết bao nhiêu phường, quận, huyện, tỉnh thành cũng đã không dọn lòng, không có chỗ cho Chúa của chúng ta. Tôi được một anh em tín hữu sau khi tôi truyền giảng xong, con mời mục sư đi uống xin tố với con. Tôi nói là làm sao cho mục sư bị đường cho nên giảng, thì nói là con sẽ nói ở bên trong quầy, họ chỉ cho mục sư xin tố thôi và đá thôi, chứ không có đường ở bên trong đó. Tôi quan sát hết trong cái nhà hàng đó có 7-8 cây thông giác sinh thật là đẹp. Và thưa con cái của Chúa, cũng có 7-8 ông già tôi đứng tại mỗi cây thông đó. Tôi cố gắng nhìn thì tôi nói lại với chú tín đồ mà dẫn tôi đi, tôi nói rằng hôm nay thì người ta ở trong mùa Giáng sinh, nhưng mà ai Giáng sinh thì tôi không thấy gì hết. Tôi chỉ thấy có ông già Noel đứng chần ngần ở đây mà thôi. Vì vậy trong nhà của chúng ta trang trí lễ Giáng sinh không bắt buộc chúng ta phải có hình ảnh Chúa Giêsu Giáng sinh trong chuồng chiên đó. Nhưng xin thưa với con cái của Chúa, nhân vật chính của Giáng sinh là Chúa Giêsu, chứ không phải là con tuần lộc, cũng chẳng phải là ông già Noel. Cho nên thỉnh thoảng thì tổng liên hội cũng bị anh em gọi điện thoại tới: thưa mục sư, năm nay con mục sư con tiến bộ lắm, kêu tụi con ban thanh niên mua ông già Noel rất to đứng trên cước nhà thờ để ông mục sư, mà ông già Noel đâu có Giáng sinh. Mà tụi con nói hoài không được, nói hoài không được thì thôi tụi con hát bài rồi về khỏi nghe ông giảng. Bởi vì năm nay ông giảng về ông già Noel đó, chứ không phải giảng gì Chúa Giêsu đâu. Như vậy thì chúng ta biết có những cái sai lầm mà dân sự của Chúa ngày xưa đã sai lầm. Rồi ngày hôm nay, 21 thế kỷ qua thì người ta lại tiếp tục rớt vào cái chỗ sai lầm đó. Xin Chúa cho toàn thể công dân của Chúa dọn lòng đón Chúa Giáng sinh và thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con xin dành chỗ tốt nhất trong cuộc đời con cho Chúa yêu dấu. 16:48 ngày thứ năm đã qua, hôm nay là Chủ nhật. Tôi được hội thánh của Chúa tại An Phú mời đến để làm diễn giả cho chương trình truyền giảng. Và vì có trong nhà của Chúa có nhiều tín hữu cho nên phòng khách của hội thánh thì cũng rất là ồn ào, cho nên anh em mướn một cái nơi cho tôi nghỉ ngơi bên ngoài cách nhà Chúa chừng khoảng 250 mét. Và tôi thay đồ xong, tắm rửa thay đồ xong, tôi sẽ đi bộ đến đó, anh em không cần rước vì có 250 mét thôi. Thế thì tôi thấy trong khu nhà trọ ra có một đôi thanh niên, và nó nhìn thấy trên tay của tôi có quyển kinh thánh này, cho nên nó cũng biết như vậy thì đây là mục sư, cho nên mới có quyển kinh thánh ở trong tay. Cúi đầu chào tôi, và tôi nói rằng: xin lỗi,
hai em ở đâu lại biết tôi là mục sư mà chào? Nó dạ không, con nhìn con biết, một là ông mặc áo vest tông, thứ hai là câu chuyện kinh thánh trong tay. Tôi nói rằng ông sư mời hai con hai em đến nhà thờ Tin Lành ở đây, tối nay có chương trình thánh nhạc truyền giảng của hội thánh Chúa tại nơi đây. Em trai nhìn em gái nhìn em trai rồi trở lại nói với tôi có ghi vào nơi đây. Thưa mục sư, hai đứa con là người Công giáo ở tận Bạc Liêu. Nhà con cách nhà thờ Tắc Sậy Bạc Liêu khoảng 2 km. Linh mục của con thờ đó là linh mục Trương Bửu Diệp. Và con cũng đã có mẹ Maria rồi. Con cảm ơn mục sư có lời mời con. Rồi, nhớ như là tôi ghi vào ở trong cái trí của mình như vậy. Em đó rất là nhã nhặn. Tụi con là sinh viên, còn một năm nữa tốt nghiệp thôi. Tụi con ở tận Bạc Liêu, cách nhà thờ Tắc Sậy, nơi linh mục Trương Bửu Diệp, và đã được có một cái nhà thờ thật lớn tại nơi đó, di tích tại nơi đó. Con có hình ảnh con thờ phượng linh mục Trương Bửu Diệp, và đồng thời con có mẹ Maria rồi. Xin cảm ơn mục sư. Một lời nói rất là nhã nhặn, nhưng chúng ta có thể nói khám phá một điều: đức tin của hai sinh viên đó ở đâu ạ? Ở trong linh mục Trương Bửu Diệp và ở trong đức mẹ Maria. Tôi không hề nghe hai con đó nói gì về Chúa Giêsu cả. Thì tôi có thể nói một lời mà không sợ lầm, đó là có rất nhiều người ngày hôm nay có vị này vị khác, có người này có người khác mà không có Chúa Giêsu. Con cái của Chúa về đây sáng nay hôm nay, chúng ta có được hài nhi thánh Giêsu giáng sinh vào lòng chúng ta chăng? Hay là hình ảnh của một vị mục sư nào đó mà mình tin nhận Chúa mấy mươi năm đã qua? Hình ảnh của một người nào đó mà chúng ta tôn sùng và đặt ngang hàng hoặc là cao hơn chính Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng? Sáng hôm nay là chương trình thờ phượng Chúa. Ban hát vừa tôn vinh Chúa, chúng ta vừa góp tiền cho Chúa, và giờ này chúng ta đang nghe lời của Chúa. Xin Chúa cho tất cả con cái của Chúa dọn lòng mình và thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con cảm tạ Ngài vì đời sống của con, linh hồn của con đã có chỗ cho Ngài. Thì thứ hai chúng ta học sáng mai hôm nay là phải quan tâm đến cái cột mốc của thời gian. Phải quan tâm đến cột mốc của thời gian. Lời của Đức Chúa Trời trong Công Vụ chương 17 câu 26 đã chép: Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra chỉ bởi một người, và khiến ở khắp mọi nơi trên mặt đất định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở. Ngài đã làm cho muôn dân sinh ra chỉ bởi một người, và đó chính là Adam. Rồi Ngài khiến muôn dân ở khắp trên mặt đất định trước đời người ta cùng giới hạn chỗ ở của nó. Con cái của Chúa, ai nấy trong chúng ta nếu ngồi lại chúng ta liên tưởng đến, thì chúng ta trả lời câu hỏi: Chúa ơi, vì sao con là người miền Tây mà con lại ở miền Đông? Vì sao con là người miền Đông mà con ở tận miền Bắc? Vì sao con là người miền Bắc mà con lại trôi vào trong Nam này để con sống tại nơi đây? Kinh Thánh chép: Ngài làm cho muôn dân sinh ra chỉ bởi một người, khiến ở khắp nơi trên mặt đất định trước đời người ta cùng giới hạn chỗ ở của nó. Không ai trong chúng ta lựa chọn được nơi mình ở đâu, giống như không ai trong chúng ta lựa chọn được cha và mẹ của mình. Đến khi chúng ta được sinh ra, lớn lên, chúng ta biết người bồng bế chúng ta đây là mẹ, người dẫn dắt chúng ta đây là cha. Và nếu tôi được phép chọn thì chắc là tôi cũng chọn ông bố của tôi cao một chút, để tôi đứng giờ này nó cao lên chút. Bố tôi thấp người thì tôi cũng thấp người, mẹ tôi thấp người thì tôi cũng thấp người. Tôi đã được quyền lựa chọn. Nhưng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã chọn lựa chúng ta định trước đời người ta cùng giới hạn chỗ ở của nó. Có một vị mục sư
lớn tuổi hơn tôi một chút về đứng gặp tôi phía trước đây, nói rằng mục sư Hiển ơi, tôi thấy ông hội Chúa với hội thánh Chúa tại Sài Gòn, tôi ước gì 10 năm về trước tôi vẫn bám đại với hội thánh Chúa tại Việt Nam thì chắc là ngày nay tôi cũng có được bày chiên, có vinh hạnh đi hầu Chúa tại Việt Nam. Tôi nói rằng ông mục sư ơi, thì ông thấy tôi rồi ông an ủi tôi sao ông nói như vậy? Tôi nói lại ông nghe được không? Ước gì 10 năm trước tôi cũng đi qua ngoại quốc ở bên đó để ngày hôm nay tôi cũng là mục sư ở ngoại quốc. Ông nói rằng làm chết ông ơi, làm chết ông ơi, không có những bầy chiên đông đảo cả ngàn người như thế này đâu. Và tôi không biết được Chúa định tôi để được hầu việc Chúa với hội thánh hội ngài, không biết được. Chúng ta cũng không biết được vì sao giữa một phố phường đông người Chúa không chọn ai, Chúa lại chọn chúng ta làm con dân của ngài. Và những ngày tháng năm sanh ra đó của chúng ta hoàn toàn ở trong tay của Chúa. Đây không phải là thì giờ truyền giảng, nhưng xin được nhắc lại một câu mà tôi tưởng rằng con cái của Chúa đã nghe rất nhiều tôi tớ của Chúa nhắc đi nhắc lại. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập. Địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Đức Chúa Trời dựng nên con người, mỗi con người có một lập riêng. Chúng ta không biết tại làm sao chúng ta lại được Chúa chọn để làm con của ngài. Đây gọi là cái lộc trời ban cho. Mọi cây cỏ chúng ta thấy trong nhà của chúng ta, trong vườn của chúng ta, trong ruộng chúng ta đó, nó đều có cái hiệu năng của nó để trị bệnh nào, để làm điều gì, để giúp cho nhân loại. Địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Thế thì mỗi một chúng ta ở đây cũng vậy. Thế hệ của chúng ta đã được Chúa sanh ra, và chúng ta phải nhớ đến thời điểm mà chúng ta hiện diện ở trên đất này. Mỗi năm đến mùa Giáng sinh về thì tôi cũng lướt qua trên các cái trang tin tức để tôi xem trong những ngày này có áp thấp nhiệt đới sẽ có bão đến vào trong mùa Giáng sinh năm nay vào biển Đông của chúng ta khi nó vừa tràn qua Philippines trong mấy ngày đã qua. Tôi nhớ đến năm 2004, ngày 26 tháng 12 năm 2004, một cơn bão tàn phá 12 nước tại vùng Trung Á của chúng ta, trong đó có nước Somali. Quốc gia Đông Phi nằm sát với Ấn Độ Dương và Vịnh Aden. Trong quốc gia Cộng hòa Somali đó có một điều rất lạ. Khoảng 60% là người Hồi giáo, 40% còn lại là người Công giáo và người Cải chánh giáo, tức là Tin Lành. Và ngày 26 tháng 12 năm 2004 đó, Somali cùng với 11 quốc gia tại vùng Trung Á của chúng ta chịu cơn động đất và sóng thần khủng khiếp. Và tôi cũng nhìn xem lại có cột mốc của nước Cộng hòa Somali đó là ngày 1 tháng 7 năm 1960, đó là ngày quốc khánh của quốc gia Somali. Một thời điểm rất là quan trọng đối với quốc gia Somali. Nhưng đó phải chăng cũng là thời điểm mà chúng ta ngày hôm nay suy nghĩ lại, Chúa ơi, vì sao con được sinh ra vào năm 1935? Vì sao con được sinh ra năm 1945? Vì sao con được sinh ra năm 1970? Những cột mốc của thời gian đó cho biết rằng Chúa đã giáng trần. Và đến khi con được sinh ra đó, 1970 năm, 2000 năm, 2007 năm, vân vân, ngài định trước đời người ta cùng giới hạn chỗ ở của nó. Chúng ta có dọn lòng mình để đó mừng Chúa Giêsu giáng sinh không? Sự hiện diện của chúng ta không phải là ngẫu nhiên, nhưng mà Chúa có chương trình cho chúng ta, có thời điểm cho mỗi một chúng ta. Thưa con cái của Chúa, trong nhà thờ của chúng ta sáng nay có những anh em là sinh viên. Năm tới đây anh em tốt nghiệp chương trình Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Xã hội vân vân. Năm tới là năm 2018. Nhưng nếu vị hiệu trưởng của trường ký tên vào bằng cử nhân của anh em,
Nhưng mà bà cử nhân đó quên để cái niên đại 2018. Tôi xin hỏi các anh em sẽ tốt nghiệp năm 2018 đó, anh em đi xin việc mà trong cái chứng chỉ tốt nghiệp của anh em, bằng cấp cử nhân của anh em không có niên đại 2018 thì người ta sẽ làm gì đối với anh em ạ? Sẽ trả hồ sơ lại và nói rằng dầu tôi biết cậu có thể học xong rồi đó, cậu tốt nghiệp rồi đó, nhưng mà văn bằng của cậu có chữ ký của vị hiệu trưởng, của vị viên trưởng, nhưng thiếu niên đại bên trong đó, ngày tháng năm, bằng cấp đó không có giá trị. Chúng ta thấy cột mốc của thời gian rất là quan trọng. Mà nếu Chúa Giêsu không có Giáng sinh thì xin thưa với con cái của Chúa, chẳng bao giờ có cái niên đại trước Chúa và sau Chúa để đến hôm nay 2017 năm như thế. Nếu Chúa chỉ là một nhân vật thần thoại thì tại làm sao mà có niên đại hôm nay? Nếu Chúa chỉ là một con người mà người ta tưởng tượng ra thì năm tháng của chúng ta trong bằng cấp, trong khai sách, trong chứng minh nhân dân của chúng ta, trong visa của chúng ta, nó sẽ không có giá trị gì hết. Cho nên hãy để ý đến cột mốc của thời gian đó mà dọn lòng mình thưa với Chúa rằng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến trần gian này tìm và cứu con. Sở dĩ tôi để bà ở đây lý do dọn lòng là vì chúng ta phải quan tâm đến cái cột mốc của thời gian đó. Các nhân vật trên thế giới đã sinh ra trước chúng ta, đã góp phần thay đổi thế giới này rất nhiều. Nhưng nếu chỉ có nhân vật, có sự kiện mà không có thời gian thì điều đó nó trở thành vô ích. Chúng ta nhớ trước đây có một nhà thiên văn học người Ba Lan, tên của ông là Nikolai Copernic. Nikolai Copernic, ông là người đã khám phá ra thuyết nhập tâm, tức là mặt trời là một định tinh và tất cả các hành tinh còn lại quay chung quanh mặt trời đó. Người ta nhớ ơn ông nhiều lắm. Ông là một trong những con người đã khám phá ra định luật đó. Trước đó chỉ có thuyết địa tâm, tức là lấy cái mặt đất này là cái trung tâm, và sau này là thuyết nhập tâm để lấy mặt trời làm định tinh, làm trung tâm. Chúng ta lại ở tại Việt Nam của chúng ta cũng có một cái trường học mang tên hai con người, chồng là người Pháp, vợ là người Ba Lan, và người đây là người Công giáo La Mã nhưng chịu ảnh hưởng rất là tốt đối với vùng Á Châu của chúng ta, đó là ông bà Marie Curie. Marie Curie, chúng ta có trường là Marie Curie, dường như ở các trường ở vùng 3 thì phải, phải không ạ? Ở vùng 3 có trường trung học Marie Curie. Ông bà là người đã khám phá ra cái chất radium và phân tách nó ra, để rồi qua cái sự phân tách của hai ông bà đó có giải thưởng Nobel hóa học, rồi Nobel vật lý dành cho cả ông bà. Và chúng ta biết năm 1898 đó là năm ông đã tách rời chất phóng xạ đầu tiên radium, và năm sau đó ông đã được đề cử để lãnh Nobel hóa học vật lý. Cả hai bằng hóa học đó, hai phần thưởng đó đều xứng đáng cho một con người như vậy. Thưa con cái của Chúa, tôi chỉ cần chứng minh một điều nữa thôi, vì nếu chứng minh chúng ta có nhiều cái gương lắm để chứng minh được sang bài học này. Con cái của Chúa nhớ, ai là người đã nói một câu: đây chỉ là những bước chân nhỏ bé của con người, nhưng là bước nhảy vọt của nhân loại. Con cái của Chúa người Hoa Kỳ đó là Armstrong, nhà phi hành vũ trụ. Khi ông là người đặt chân đầu tiên xuống trên